Các em học sinh lớp 5 thân mến, các tiết học luyện từ và câu trước, các em đã được học cách nối các vế câu trong một câu ghép. Vậy muốn liên kết các câu trong một đoạn văn, ta có những cách nào? Tiết luyện từ và câu hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các em một trong những cách để liên kết câu trong đoạn văn. Bây giờ, cô mời các em cùng vào bài học mới hôm nay. Liên kết các câu trong bài bằng cách lập từ ngữ. Mời các em cùng mở sách tiếng Việt trang 71. Các em cho cô biết trong đoạn văn dưới đây, từ nào ở câu 2 lặp lại từ đã dùng ở câu 1? 1. Đền thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. 2. Trước đền những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn như đang múa quạt xè hoa, đoàn minh tuấn. Trong đoạn văn trên, từ đền ở câu 2 lặp lại từ đền đã dùng ở câu 1. Cô mời các em cùng sang câu thứ hai của phần tìm hiểu nội dung bài nhé. Ở đoạn văn trên, nếu ta thay từ đền ở câu 2 bằng một trong các từ nhà, chùa, trường, lớp, thì hai câu trong đoạn văn trên có còn gắn bó với nhau không? Với yêu cầu trên, các em thử thay thế từ đền ở câu 2 bằng một trong những từ in đậm. Sau khi thay thế, các em đọc lại xem hai câu có liên kết ý không nhé. Bây giờ cô sẽ dành thời gian để các em tìm câu trả lời. Nếu thay từ đền ở câu 2 bằng 1 trong những từ nhà, chùa, trường, lớp thì câu 1 nói về đền thượng, còn câu 2 lại nói về ngôi nhà hoặc ngôi chùa, giữa hai câu không còn liên kết vì mỗi câu nói về một sự vật khác nhau. Vậy theo em Việc lặp lại từ đền trong đoạn văn có tác dụng gì: việc lặp lại từ đền giúp cho hai câu trên có sự liên kết chặt chẽ về nội dung nếu không có sự liên kết giữa các câu văn thì sẽ không tạo thành đoạn văn bài văn qua ví dụ trên, các em cần nhớ: 1. Trong bài văn, đoạn văn, các câu phải liên kết chặt chẽ với nhau. 2. Để liên kết một câu với câu đứng trước nó, ta có thể lặp lại trong câu ấy những từ ngữ đã xuất hiện ở câu đứng trước. Các em đọc lại ghi nhớ sách tiếng Việt trang 71 để nắm kiến thức nhé. để giúp các em nắm kiến thức vững hơn về cách liên kết câu bằng cách lập từ ngữ. Cô mời các em cùng vào phần luyện tập nhé. Bây giờ cô mời các em cùng vào bài tập 2, sách tiếng Việt trang 72. Các em chú ý cần đọc thầm kỹ yêu cầu của bài, suy nghĩ rồi chọn từ ngữ trong ngoặc đơn thích hợp điền vào chỗ trống để các câu, các đoạn được liên kết với nhau cô mời các em cùng làm bài Trong bài tập này, ta thấy ở đoạn 1, câu thứ nhất có từ ngữ những đoàn thuyền. Các câu 2, 3, 4, 5, 6 của đoạn 1 lặp lại từ thuyền, có tác dụng liên kết các câu trong cùng một đoạn văn. Từ chợ ở đầu câu 8 lặp lại từ chợ ở cuối câu 7. Vậy, từ chợ câu 8 ở đầu đoạn 2 có tác dụng giúp liên kết đoạn 2 với đoạn 1. Ở câu 8 có từ tôm cá. Vậy, các từ tôm cá ở các câu 9, 10, 11, 12 được lặp lại có tác dụng liên kết với câu 8 ở đầu đoạn 2. Bây giờ, Cô mời các em kiểm tra lại bài làm của mình và sửa lại nếu có sai nhé. Sau đây, cô giới thiệu với các em một vài hình ảnh của các loại thuyền và tôm cá. Và đây là hình ảnh của cá sông, cá sông hay còn gọi là cá mú là loại thực phẩm bổ dưỡng được chế biến thành nhiều món ăn ngon, góp phần tạo nên sự đa dạng của thế giới ẩm thực. Cá chim là một loài cá biển sinh sống nhiều ở vùng biển Việt Nam. Cá chim nổi bật với cơ thể bằng phẳng, có hai loại cá chim trắng và cá chim đen. Đây là hình ảnh của cá nhụ. Cá nhụ là loài cá sống ở tầng đáy vùng ven biển, tạo thành các đàn cá lẻ nhỏ. Đây là hình ảnh tôm. Như các em đã biết, biển cho ta cảnh đẹp, bầu không khí trong lành, cho nguồn hải sản. Chính vì vậy, yêu biển, ta cần giữ gìn vẻ đẹp của biển, khai thác hải sản hợp lý và ta quý trọng những ngư dân vất vả đêm hôm đánh tôm cá để phục vụ đời sống con người. Để giúp các em khắc sâu kiến thức, chúng ta cùng vào trò chơi Ai nhanh ai đúng. Các em chuẩn bị để có thể trả lời nhanh và chính xác nhất nhé. Cô chúc tất cả các em đều trả lời đúng tất cả các câu. Chúng ta bắt đầu câu thứ nhất nhé tìm từ ở câu sau được lặp lại từ đã dùng ở câu trước. Bé thích làm kỹ sư giống bố và thích làm cô giáo như mẹ. Lại có lúc bé thích làm bác sĩ để chữa bệnh cho ông ngoại. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Đáp án đúng là từ bé Cô xin chúc mừng những em có đáp án như trên. Tiếp theo là câu thứ hai cũng là câu cuối cùng của trò chơi Ai nhanh, ai đúng. Cô chúc các em làm thật tốt câu này nhé. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hai câu văn liên kết với nhau bằng cách lập từ. Một sớm tinh mơ, chú gà trống đã chạy tót ra giữa sân. Nhiều chấm, vương mình gian đôi cánh to khỏe như hai chiếc quạt vỗ cánh phành phạch thời gian suy nghĩ bắt đầu đáp án đúng là từ chú cô xin chúc mừng những em có đáp án như trên các em biết không ở đoạn văn này nếu em điền cụm từ chú gà trống thì câu 2 đã liên kết với câu 1. Nhưng sử dụng từ lặp lại là chú sẽ hay hơn, tránh sự nhàm chán cho người đọc, người nghe. Các em chú ý nhé, khi viết một đoạn văn, bài văn cho hay, ngoài việc các em chú ý liên kết các câu, các em còn cần lựa chọn từ thích hợp để câu văn viết sẽ phong phú, sinh động hơn. Hôm nay các em đã được nắm cách liên kết các câu trong đoạn văn bằng cách lập từ ngữ để nhớ và khắc sâu kiến thức. Các em học ghi nhớ sách giáo khoa trang 71, làm lại các bài tập. Vận dụng cách liên kết các câu trong bài bằng cách lập từ ngữ khi viết văn. Chuẩn bị bài kế tiếp: liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ. Bài học đến đây là kết thúc. Cô thân ái chào tất cả các em thân yêu.